con cà mè. Cái này nó nhỏ nhưng mà nó dài lắm nha bạn, thành công của chậu luôn, này xách lên luôn nuôi trong chậu đâu đó. Có cây kia nó nhỏ nhỏ cái này mà không có duyên, mà cái này mà nó có bông luôn mà nó già đó nó, mà nó có bông luôn, nhỏ hơn cây này nữa mà có bông luôn nè, có bông như có trái luôn á, mình không ngờ luôn. Tính ra cây me nó cũng dễ có bông có trái, nếu mà già cây là nó có bông có trái. Cây này nhỏ nhưng mà so với nước các bạn mình không có đâu hoành mà thôi, mười cả con chim cái rồi, nhưng mà nó già, cốt nó già nên nhìn nó cũng có duyên nên ôm cái chậu luôn. Bù rễ này nó quái lắm, nó già nè, quái lắm. Cây này dễ vàng chỉ chơi thôi, chỉ cắt tỉa thôi chứ không phải sách lên luôn, nó ôm hết cái chậu này. Già, già cây rồi. Me các bạn, me chua. Rồi quái, giống như con gì vậy. Cái gì kìa ta, mới đi kém lại người ta mẹ trước mẹ tầm lum la dư cạnh cho chai nước này nha bạn. Máy này gọn thì bạn cho mày đi được, chi trí được, nó già kìa, nuôi lâu nó chỉ có một sẹo duy nhất là sẹo cạnh nha các bạn, sẹo cạnh. Mè đầu lắm mình mới bán mè, nói chung cái này nhỏ mình thấy nhỏ khéo khéo nên mua thì bán chơi kiếm tiền xăng, em nào mua được thì ủng hộ. Cái này thường chậu rồi, làm chậu cũng khá lâu nghe các bạn.